Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sáng ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện đề án số 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng ứng dụng của đề án số 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ tướng khẳng định, một trong những điểm sáng của chuyển đổi số ở nước ta trong 2 năm qua là đề án 06, đồng thời ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong triển khai đề án 06 thời gian qua, đặc biệt là tăng cường niềm tin, tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số là kết quả, là thành công quan trọng nhất. Chỉ rõ 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thời gian tới với các bộ ngành địa phương, Thủ tướng yêu cầu, với vai trò vị thế đặc biệt quan trọng, Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng thủ đô, trái tim của cả nước, thủ đô vì cả nước vì thủ đô. Chiều ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024. Với chủ đề Những chân trời tăng trưởng mới, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đại Liên năm nay đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự một hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Điều này thể hiện sự tín nhiệm cao cũng như vai trò vị thế ngày càng lên của Việt Nam trên trường quốc tế. Tại phiên khai mạc toàn thể hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sáng ngày 25 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu những nhận định sâu sắc về thế giới hiện nay và tương lai, đề xuất phải cùng nhau xây dựng, củng cố lòng tin, đề cao đối thoại, cần có cách tiếp cận tư duy hợp tác toàn cầu mới mẻ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị WEF và các đối tác thúc đẩy hợp tác công tư, phát huy vai trò của những nhà tiên phong trong dẫn dắt định hướng sự phát triển và quá trình tái cấu trúc kinh tế của các quốc gia khu vực toàn cầu, nhất là trong 3 lĩnh vực quan trọng. Một là xây dựng hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường. Hai là huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả cái quản trị kinh doanh, quản trị quốc gia, giúp đỡ hỗ trợ nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược như là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng xã hội, hạ tầng y tế, giáo dục mà chúng tôi gọi là cái hạ tầng chiến lược. Thứ ba là chuyển giao công nghệ tiên tiến và ưu tiên cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng hoạch định và thực thi chính sách trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng tôi đề nghị như thế này: tăng cường hợp tác, ưu tiên cho tăng trưởng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong cái điều hành chính sách tiền tệ và một cách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là giảm mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá, rồi phối hợp đồng bộ hài hòa với cái chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tự do hóa thương mại, đầu tư, phá bỏ mọi cái rào cản về thương mại. Qua đó vừa góp phần kích thích tổng cầu trong ngắn hạn, vừa tác động tích cực đến tổng cung trong trung hạn và dài hạn. Để hướng tới những chân trời tăng trưởng mới, Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác thực hiện ba cùng, cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Trong khuôn khổ tham dự WEF Đại Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab, chủ trì phiên thảo luận với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và dự tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ diễn đàn này. Tại các sự kiện này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam tiếp tục lựa chọn cho ưu tiên tăng trưởng với các nhóm giải pháp lớn, đồng thời có biện pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn. Việt Nam cũng đang tập trung đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc tham vấn, góp ý xây dựng, hoạch định các chính sách phù hợp, hiệu quả,
tạo điều kiện để Việt Nam tham gia vào các sáng kiến, hệ sinh thái của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, là cầu nối đồng hành hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và hợp tác đầu tư, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Những chia sẻ của Thủ tướng được các đối tác cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao, thể hiện qua sự hứng khởi quan tâm, mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab đã ca ngợi Việt Nam là nền kinh tế năng động, ngọn hải đăng về phát triển kinh tế và đầu tàu tăng trưởng của khu vực. Trong chương trình chuyến công tác làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các hoạt động song phương hết sức phong phú. Thủ tướng đã hội kiến hội đàm với 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh và tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trương Quốc Thành. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc đi sâu quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong các chuyến thăm của hai tổng bí thư hai đảng. Qua đó, tiếp thêm những động lực mới mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, không ngừng làm phong phú cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước. Hai bên bày tỏ quyết tâm cao, nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc, toàn diện và thực chất, cùng hướng tới dấu mốc quan trọng năm 2025, dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai của Việt Nam với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông, đẩy nhanh kết nối đường sắt khu vực biên giới, thúc đẩy hợp tác phát triển một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn tại khu vực phía Bắc Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, nhất là thương mại nông sản. Cùng với đó, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào Việt Nam. Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ là việc tham dự và phát biểu tại Hội nghị Hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời tiếp lãnh đạo hàng loạt tập đoàn lớn hàng đầu của Trung Quốc cho lĩnh vực đường sắt và cơ sở hạ tầng để thúc đẩy hợp tác cho lĩnh vực này. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển và kết nối hạ tầng chiến lược giao thông Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là lĩnh vực đột phá, khả thi và mang tính biểu tượng để góp phần tiếp tục triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn ưu đãi, công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, quản trị thông minh trong lĩnh vực hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là đường sắt. Qua đó, hỗ trợ hình thành phát triển ngành công nghiệp đường sắt, hướng tới có ngày càng nhiều các công trình hợp tác biểu tượng giữa hai nước. Đồng thời, sớm triển khai 3 dự án kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Lạng Sơn – Hà Nội, Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng. Tiếp tục phối hợp triển khai các dự án đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Chủ tịch Ủy ban Trung hòa Carbon và Tăng trưởng Xanh Hàn Quốc và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn Trung Quốc, thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ động viên cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú Việt Nam tại Trung Quốc. Với sự nỗ lực của chính phủ, người dân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có ngân hàng Standard Chartered, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chia sẻ điều này tại buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered, Joe Vinas vào chiều ngày 27 tháng 6. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Standard Chartered đã tận dụng những ưu thế về kinh nghiệm quốc tế kết hợp với hệ thống mạng lưới toàn cầu thông qua các hoạt động của mình để hỗ trợ Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tham gia chuỗi cung ứng hoạt động thương mại ở quy mô khu vực cũng như toàn cầu, đồng thời giúp kết nối hiện thực hóa các nhu cầu hợp tác thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với thế giới. Thời gian tới, chính phủ Việt Nam mong muốn Standard Chartered tiếp tục tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn lựa chọn mô hình, giải pháp phù hợp nhằm phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam, đặc biệt là tham vấn về thể chế, chính sách và giải pháp phát triển hệ sinh thái tài chính theo hướng toàn diện. Ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp và rà soát hoàn thiện hai dự thảo nghị định về quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật đất đai. Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương pháp điều tra, các bộ chỉ tiêu, số liệu cần thu thập điều tra, đánh giá đất đai tổng thể, diện tích, cơ cấu biến động, chất lượng, tình trạng ô nhiễm, phục vụ công tác quy hoạch quản lý tài nguyên đất đai cả nước, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với các công nghệ sử dụng điều tra, đánh giá đất đai như công nghệ viễn thám, chụp ảnh hàng không. Phân công nhiệm vụ cho các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
khoa học và công nghệ và các địa phương trong thực hiện điều tra, đánh giá, cải tạo đất đai theo phạm vi lĩnh vực quản lý. Quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư phải sát với thực tiễn, quy hoạch đô thị, kế hoạch chương trình phát triển nhà ở phải đi trước một bước. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chia sẻ điều này tại cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến hoàn thiện dự thảo 3 nghị định nhà chung cư, nghị định chung về nhà ở và nghị định nhà ở xã hội vào sáng ngày 27 tháng 6. Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo nghị định nhà chung cư phải thể hiện được trách nhiệm của nhà nước trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tích hợp vào quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng quy hoạch phân khu, chương trình phát triển nhà ở của địa phương, đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp. Trường hợp những khu chung cư không có nhà đầu tư tham gia thì nhà nước thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bằng nguồn vốn ngân sách. Về quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển quản lý nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ riêng lẻ với mục đích để bán, cho thuê mua, cho thuê phải quản lý chặt chẽ về các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật an toàn về phòng cháy chữa cháy như chung cư nhưng không được làm phát sinh thủ tục hay lập dự án đầu tư như xây dựng chung cư. Chiều ngày 25 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, chào mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Biên Ba Chát Si sang thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, góp phần cụ thể hóa những thỏa thuận cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua. Về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc và Ủy ban Dân tộc của Việt Nam phối hợp tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên hơn về những vấn đề cùng quan tâm như xây dựng chính sách, huy động nguồn lực chăm lo cho đồng bào dân tộc. Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho phiên họp của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 9 tới đây. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp với điều kiện phát triển của mình và cam kết quốc tế. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chia sẻ điều này tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN vào chiều ngày 27 tháng 6. Phó Thủ tướng cho biết, để tiếp tục phát triển và mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực tận dụng tối đa lợi thế riêng có của mình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, bắt nhịp với xu thế phát triển chung của thế giới, tối ưu hóa lợi ích quốc gia, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển. Chia sẻ với mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư là chất lượng nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng cho hay, Việt Nam đã và sẽ triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao như thành lập Trường Đại học Việt Đức và sắp tới là Trường Đại học Việt Pháp hay hợp tác với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Samsung, Intel, LG để đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp chip bán dẫn. Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chiều ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh các yêu cầu chuẩn bị tốt, không chủ quan, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Phó Thủ tướng lưu ý, kỳ thi năm nay có hai điểm đặc thù là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, chương trình năm 2006 và các thí sinh là lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi của dịch bệnh COVID-19. Các em có quãng thời gian học online nhiều, do vậy, các đơn vị liên quan cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm công điện số 60, chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, phải chủ động nắm bắt thông tin, cố gắng xử lý tốt từ những việc nhỏ nhất. Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2024, Chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với 3 dự án luật và 3 đề nghị xây dựng luật bao gồm dự án luật hóa chất sửa đổi, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo, đề nghị xây dựng luật phòng bệnh, đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đề nghị xây dựng luật dữ liệu. Trong tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị số 19 yêu cầu các bộ ngành đơn vị trực thuộc Trung ương tập trung rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ, xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.